cận cảnh biệt thự xa hoa như khách sạn năm sao của Đăng Trường tại Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp trực trở, Đăng Trường sở hữu cho mình khối tài sản khủng ở tuổi 47. Là thần tượng của thế hệ 8X và 9X đời đầu, nam ca sĩ tuổi rồng này vẫn giữ được sức hút riêng sau nhiều năm ca hát. Đăng Trường đã cơ ngơi khủng kiến dân tình không khỏi trầm trồ. Anh vừa thay áo cho căn biệt thự sau trận bão. Nam ca sĩ cho biết, đợt bão vừa rồi ở Đà Lạt cái cây trước cửa nhà mình bị gãy hết cành, làm mình phải cắt trụi luôn nhưng bù lại đằng sau nhà mình ba cây lại tốt tươi. Sẵn dịp mình thay áo mới cho căn nhà của mình luôn. Cận cảnh biệt thự xa hoa của đang trường tại Mỹ. Biệt thự nhà anh Bo nhìn từ trên cao xuống khá rộng rãi và được xây dựng đẹp mắt, tinh tế. Ngôi nhà được xây dựng hoành tráng, chăm chút đến từng chi tiết như bị sọt hạng sang. Căn nhà được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu trắng. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi và nội thất hiện đại. Xung quanh phủ nhiều cây xanh với khung cảnh thoáng mắt. Từ biệt thự, có thể ngắm toàn bộ khung cảnh. Biệt thự của Đan Trường mang phong cách cổ điển, sang trọng, được thiết kế với rất nhiều cửa kính để tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Trước đó, Đan Trường từng tiết lộ biệt thự trị giá 450.000 đô la chưa bao gồm tiền sửa sang, trang trí nội thất. Ngôi nhà được xây dựng hoành tráng, chăm chút đến từng chi tiết như bị sọt hạng sang. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi và nội thất hiện đại. Ngoài ra, anh Bo Đan Trường còn sở hữu dàn siêu xe khiến nhiều người sửng sốt như Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Rolls Royce, BMW. Sau nhiều năm thành công trên sân khấu ca nhạc, hiện nam ca sĩ đang sở hữu khối tài sản đồ sộ trên đất Mỹ, như một tòa lâu đài trắng lệ. Hôm mùng 2 tháng 7, ca sĩ mời người thân đến thăm căn biệt thự sau thời gian sửa chữa. Bạn bè mừng vì đang trường có ngôi nhà bình yên, ấm cúng. Riêng anh thấy hạnh phúc khi khoác áo mới cho không gian sống của mình. Hiện đang trường có nhà riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé nhà vợ cũ thăm con trai và ở lại mấy ngày. Anh cảm thấy thoải mái, thân thuộc, coi đó như tổ ấm của mình. Đan Trường cũng là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Anh vào nghề từ năm 1997 và nổi lên nhờ hát hàng loạt ca khúc nhạc hoa lời Việt. Những bản hit ấn tượng của anh là Kiếp Ve Sầu, Mưa Trên Cuộc Tình, Bước Chân Lẻ Loi,